Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tháo lắp của kênh công nghệ TND. Hôm nay thì mình mang đến chiếc laptop, đó là chiếc máy chạm của Lenovo ThinkPad, đó là chiếc P51. Các bạn đã quá nổi tiếng đến các dòng như là P50, P51 và mới nhất bây giờ đó là P52. Một dòng sản phẩm máy chạm với hiệu năng cao. Chính vì thế là chúng ta dùng những chiếc máy này, chúng ta phải biết thứ nhất là cấu tạo máy bên trong như nào, và thỉnh thoảng cũng phải biết kiến thức để tháo lắp và nâng cấp những chiếc máy này. Đôi khi cũng mở máy bảo dưỡng để cho máy nó hoạt động trơn tru, mượt mà và mát. Chiếc máy P51 thì các bạn biết rồi, với khả năng nâng cấp tối đa RAM đó là 64GB RAM cho một chiếc laptop quả thực sự là rất khủng, và có thể chạy được ổ cứng chuẩn SD NVMe tốc độ cao. Bên trong máy có khe cắm ổ cứng 2.5 inch nâng cấp. Các bạn chú ý đến phiên bản này, trên thị trường thì nó có thêm màn hình 4K, màn hình Full HD với cấu hình đó là card màn hình của nó, đó là M1200 và M2200 dòng Quad Pro. Nó sẽ hỗ trợ các bạn chủ yếu cho các kỹ sư đồ họa mà sử dụng các phần mềm mô phỏng đồ họa thì chiếc máy nó rất là tốt. Giá bán của phiên bản này có trên thị trường một chiếc máy sách về hình thức 99% như này, trên thị trường nó sẽ có giá dao động từ khoảng 33 đến 35 triệu đồng. Phiên bản cấu hình cao nhất có thể lên đến hơn 40 triệu đồng cho cái thời điểm hiện tại. Các bạn chú ý những dòng máy này hiện giờ là sách về, không có mới 100%. Mới bây giờ đó là phiên bản P52, các bạn nha, chú ý. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp chiếc máy này làm sao cho nó chuẩn chỉnh. Mời các bạn đón xem.
Vâng, thưa các bạn, để chốt lại chiếc ThinkPad đó là P51 thì với khả năng nâng cấp RAM 64GB và có khả năng nâng cấp ổ cứng SSD chuẩn LVMe tốc độ cao M2, chiếc máy sẽ không có khả năng nâng cấp CPU và GPU. Chính vì thế các bạn mua máy phải chọn mua ngay từ ban đầu i5 hay i7. Ngoài ra phiên bản này còn có cả chip Xeon là cao nhất và cả màn hình kèm theo máy đó là M1200 và M2200 với dung lượng là 4GB các bạn nhé. Với một chiếc máy cấu hình cao này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn chủ yếu đó là các bạn dùng đồ họa mô phỏng cũng như các ứng dụng mà giả lập phức tạp thì các dòng máy chạm nó đáp ứng rất tốt. Giá bán của những phiên bản này phải chú ý với các bạn rất là đắt. Phiên bản mình giới thiệu các bạn đây hiện tại thời điểm hiện tại thường giá nó sẽ dao động từ khoảng 35 đến 40 triệu đồng, thậm chí là hơn 40 triệu đồng cho cái cấu hình cao nhất. Chính vì thế các bạn mua những dòng máy này cũng phải chú ý cái nhu cầu dùng chiếc máy của mình là gì. Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn đó là mức giá đầu tư và có mua chiếc máy này hay không. Còn chiếc máy này thì nó sẽ phù hợp cho các kỹ sư đồ họa sử dụng các phần mềm mô phỏng giả lập các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình tháo lắp máy về phiên bản ThinkPad P51 của mình xin đây là khép lại. Nếu các bạn cần tháo lắp bất kỳ dòng máy gì hay cần tư vấn về laptop, MacBook thì các bạn cứ đặt lại câu hỏi bên dưới và mình sẽ làm những cái video như này trả lời cho các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.